Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chữ ký số được hiểu đơn giản là một dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã hóa công khai. Từ khi được triển khai cho đến nay, ứng dụng chữ ký số đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Công ty trách nhiệm hữu hạn Burin tại xã Dân Tiến, huyện Quế Châu là đơn vị chuyên đào tạo và xuất khẩu lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Việc làm hồ sơ cho các ứng viên, thanh toán bảo hiểm, thanh toán tiền lương cho các nhân viên của công ty diễn ra thường xuyên, tốn không ít thời gian đối với đội ngũ kế toán viên. Từ khi biết đến và sử dụng dịch vụ chữ ký số, công ty đã nhận thấy những tiện ích mà dịch vụ đem lại. Không phải nộp giấy tờ văn bản lên các cơ quan hành chính nữa, mà có thể báo cáo luôn trên phần mềm kế toán hoặc là phần mềm bảo hiểm cũng như là phần mềm thuế. Thì cái việc xác thực này là cũng sử dụng qua chữ ký số là rất là tiện lợi. Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu là đơn vị chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ nghệ. Các sản phẩm của công ty được đưa đi tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành trong nước và nhiều thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Anh, Pháp. Bởi vậy, các thủ tục hành chính mà công ty cần giải quyết là không hề nhỏ. Sử dụng ứng dụng chữ ký số đã phần nào đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính của công ty. Trước đây thì chưa có chữ ký số, thì cái vấn đề giấy tờ, thủ tục thông quan thì cũng mất rất nhiều thời gian. Sau khi mà đã sử dụng cái chữ ký số thì có thể trong vòng tích tắc thì mọi vấn đề thủ tục được xử lý rất là nhanh và tạo cái điều kiện rất là thuận lợi. Không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất kinh doanh mà đối với hoạt động quản lý nhà nước, ứng dụng chữ ký số cũng được sử dụng rộng rãi và cho thấy những hiệu quả vượt trội. Chứng từ mà mình đã làm rồi, chữ ký giấy có thể là mình đã thất lạc, nhưng mà chữ ký số thì mình có thể tra cứu lại ở trên cái phần mềm, ở trên cái trang web mình có thể in lại thoải mái và theo dõi được quá trình làm việc, kiểm soát được cái lượng tiền cũng như là những cái định mức trong giao dịch của mình nó chuẩn xác hơn. Trong những năm trở lại đây, lượng người sử dụng ứng dụng chữ ký số tăng mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ và các bộ ngành đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số. Do vậy, các vấn đề về bảo mật, an toàn cho người dùng cũng rất được chú trọng. Mỗi một cái chữ ký số được tạo ra thì nó sẽ là một cái duy nhất ở trên hệ thống. Đấy, chính vì thế là khi mà người dùng ký trên bất kỳ một cái giao dịch nào thì tính bảo mật rất là cao. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu, hiện Viettel Hưng Yên đã cung cấp ứng dụng chữ ký số cho trên 10.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Với những tiện ích mang lại, chữ ký số đã và đang góp phần tích cực trong chuyển đổi số tại Hưng Yên nói chung và đẩy nhanh việc thực hiện thông tư 78 của Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử nói riêng. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, việc sử dụng chữ ký số tại các đơn vị vẫn còn những vấn đề nhất định. Chúng tôi thấy là cái phần mềm chữ ký số, về chữ ký số thì có một cái bất cập, đấy là thường xuyên phải cập nhật phần mềm hết thời hạn chẳng hạn, mà không kịp gia hạn chữ ký số thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái một số hoạt động của công ty bị đình chỉ lại. Chúng tôi thì muốn là đề xuất với cả nhà cung cấp dịch vụ là tối ưu hóa cái đường truyền hơn, có thể là cái tốc độ đường truyền, và rằng những ngày đặc thù như là những ngày đầu tháng hay là cuối tháng hay là những ngày cuối quý của chúng tôi thì cái đường truyền nó sẽ ổn định và sẽ tốt hơn, cũng như là cái thời gian để giao nhận chứng từ lưu chuyển nhanh hơn và cái thao tác cũng thế là nó sẽ dễ dàng hơn, đơn giản hơn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng cũng như mong muốn cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến người dùng, trong đó có ứng dụng chữ ký số, Viettel Hưng Yên đã không ngừng cải thiện và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Với dịch vụ chữ ký số thì chúng tôi có một lực lượng rất là đông, chuyên môn tốt, xuyên xuống đến tận các cái địa bàn xã huyện. Từ đó thì đáp ứng trong cái việc mà hướng dẫn cầm tay chỉ việc trực tiếp cho các đơn vị. Và hiện tại thì với dịch vụ chữ ký số điện tử thì Viettel chúng tôi đang phối hợp cùng với cả bên Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế huyện đang phối hợp triển khai trong lĩnh vực mà thông tư 78, thì trong đấy là có dịch vụ hóa đơn và đặc biệt là chữ ký số để ký xác nhận trong cái việc mà chuyển dữ liệu sang Cục Thuế của các cái đơn vị là hộ kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của các cơ quan, các doanh nghiệp, cá nhân, việc triển khai ứng dụng chữ ký số sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.